Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã chót yêu em rồi là hình như anh đang dối em. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã chót yêu em rồi là hình như anh đang dối em. Rồi xa nhau. Nếu anh nói anh muốn xa em là thực ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi là trong tim anh luôn nhớ. Còn anh nói đã muốn